Xin chào, rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Vui cùng bước nhảy của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là quý vị khán giả đã trải qua một tuần như thế nào rồi? Tuần vừa qua nắng nóng gay gắt quá phải không quý vị? Phong Linh thấy rằng có những nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C luôn. Thời tiết này sẽ khiến cho tinh thần của chúng ta dễ bực dọc, mệt mỏi nè. Cho nên quý vị cố gắng hãy luôn nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực, lạc quan và luôn vui vẻ nha. Một trong những phương pháp có thể mang đến cho chúng ta niềm vui đó chính là